Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và hôm nay mình đang trên tay Mavic 3. Mình không phải là người đầu tiên mở hộp nhưng mà mình sẽ là người đầu tiên mở máy. Mình nghĩ vậy. Thế là anh em sẽ cùng mình đi xem là con Mavic 3 này nội tạng nó có những gì nhá. Và nó đáng giá như một con SH biết bay. Để xem là nó có thực sự đáng giá hay không nhá. Let's go. Pin con này theo công bố thì được 46 phút nhưng mà em có thấy các cái review là nó không được như mong đợi. Thì thực ra thì các cái máy của DJI thì trước bây giờ thì toàn là công bố là như thế thôi, nhưng mà cái thời lượng bay thì không bao giờ đạt được như vậy. Cái điều này cũng phải chia sẻ thực với anh em. Con Mavic 3 thì vẫn là cái bộ phận dưới giống như tất cả dòng E2 E2S. Đây, sau lên thì phải sẽ bắt sẽ tháo được. Cái phần ốp cửa gió thì khá là giống với Mavic 2 Pro. Nhưng mà hệ thống giật chân dung thì khác hẳn. Theo em thấy cái thiết kế pin của con này á, thiết kế pin của con này thì nó cực kỳ hợp lý đấy, sẽ không bung pin ra khỏi máy được như các cái dòng Mavic 2. Thứ nhất là cái vấn đề tuổi thọ của cell, thứ hai là về cái vấn đề nếu lỡ cell mình có phần như ở cái đời Mavic 2 thì sẽ không phải dùng nịt, không sợ nó bay ra ngoài. Tại vì pin đã được nằm trọn vẹn ở trong cái khoang máy rồi. Có một cái thay đổi nữa ở đời Mavic 3 mà không biết mọi người để tâm là cái khóa gimbal rất giống với Osmo, rất giống với gimbal của Osmo khóa trục. Mình nhấn tách phát là nó sẽ mở. Đây là hệ thống cáp rất là đồ sộ, hệ thống cáp mới của DJI, hệ cáp gimbal. Tại vì ở trên gimbal của Mavic 3 có hai thấu kính, gồm một thấu kính 4/3 và một cái thấu kính 1/2. Cái thấu kính 1/2 thì nó là dạng siêu mốt, gần tương đương với Mavic Air 2. Nẹp cố định cáp rất là chắc chắn và cáp rất là to, chúng ta là rất nhiều thông tin được xử lý ở trên bộ cáp. Thường với cái dòng flycam của DJI cũng như các cái dòng flycam khác ấy, thì gimbal luôn là những thứ mà dễ tổn thương nhất, và nó cái giá trị của gimbal này. Đây là hệ thống gimbal của cái gimbal nó vẫn luôn bằng cái giá trị phải gần một nửa, rất là chắc chắn. Nó rất là chắc chắn, một tổ chụp rất là to, tổ chụp tải rất là to. Bản thân tại vì cái củ cam nó đã lớn hơn của Mavic 2 Pro rất là nhiều, cho nên cái hệ thống motor để cầu cái hai thấu kính này rất là to đều trước rất là nhiều. Nên tạm thời để cái cục cam sang bên cạnh, sau này một lát nữa chúng ta sẽ quay lại để khám phá bên trong hai cái set mode này, hai cảm biến ảnh ở bên trong. Tiếp theo chúng ta sẽ tháo phần ốp bụng. Theo như mình tìm hiểu thì ở dưới phần ốp bụng tản nhiệt này sẽ chứa cái main board của hệ thống cảm biến gầm cũng như là hệ thống main ESC điều tốc cho 4 động cơ tách biệt hẳn với bên chính để tránh làm giảm hiệu suất của bên chính khi hai bên phát nhiệt ở cùng một chỗ.
là hệ thống ESC kèm cảm ứng gầm của máy. Ta tách biệt phần gầm. Trước khi mà anh em quyết định mở bụng của Mavic 3 này á, thực ra thì cũng có tham khảo xem là các bạn bên nước ngoài đã làm gì với nó rồi, nhưng mà cũng chưa thấy một cái clip nào là mổ bụng con này ra chi tiết để có thể học hỏi được gì từ cách mở bụng của con này. Là hệ thống cảm ứng gầm gồm hai hồng ngoại thu và phát, hai cảm biến va chạm dạng len mắt cá, hai đèn led hỗ trợ cảm biến chụp. Đàn trên một tầm đầu kim tản nhiệt. Tiếp theo thì mình sẽ tháo đến cái phần trên cho các bạn xem theo hệ thống bên xử lý của nó sẽ đổ sổ. Anh Đức ơi, nếu mà mình muốn mua hàng, mình đang quan tâm đến sản phẩm Mavic 3 này thì mình có thể để lại cái ebook với page của Tokyo Camera anh nhé. Quảng vị, cái bỏ trên khá là nhiều. Nó phải lâm xuyên. Thay đổi trên Mavic 3. Mấy cái tôi biết rồi, sắp được không? Có lục giác, tôi biết lục giác hay là... Có lục khá là nhiều. Ở lục giác hoa vẫn thế nhưng mà nó lại đi xuyên qua đây. Còn ốc ở đây cũng là lớp ở đây cũng là keo rồi ha, ốc hoàn trên keo ốc luôn. Vậy là con này có hai cái ốc. Các ốc vỏ Mavic 3 đặt những chỗ rất là nhiều, rất là nhiều. Khả năng sẽ mang đến lại một cái cục sườn, đó là chắc chắn. Thì cái độ giằng giữa vỏ trên, vỏ giữa và vỏ dưới rất là dày ốc. Chốt luôn con này cho Nguyễn Thái nhé. Toàn bộ hệ thống cảm biến của Mavic 3 là dạng len fit eye. Công nghệ Return to Home mới của Mavic 3, cái con cảm biến này nó sẽ giúp máy không phải nâng độ cao mà vẫn có thể go home về theo cái đường gần nhất. Là phần ốc nhựa bảo vệ cho hai cảm biến sau và hai cảm biến phía trên, tất cả đều được bố trí ở một góc khoảng 25 độ so với chiều dọc của máy. Khá đồ sộ đúng không? Hệ thống cảm biến phía sau của Mavic 3 khá đồ sộ. Chất rất là nhiều ốc.
sau DJI FPV thì con này cũng là con vừa mới về và Tokyo đã mổ bụng luôn. Con FPV khi mà mình mở bụng ra mình thấy nó rất là nhiều ốc, và con Mavic 3 này cũng vậy. Các cái dòng khác, các cái dòng customer khác của DJI thì không có nhiều ốc như thế này. Chứng tỏ là càng những cái máy về sau DJI càng đầu tư hơn. Thôi vẫn còn hai con ốc không thể bấm một chút nữa. Đối với lại Mini 1, Mini 2 này, Mini SE này, Mavic Air 2, Air 2S đúng không? Như là những cái dòng máy gần đây thì chắc là không quá 15 ốc thì mình sẽ bung hết được cái vỏ trên ra. Không quá 15 ốc, nhưng mà đối với Mavic 3 thì đây sơ sơ đã phải đến gần 30 con ốc rồi mà vẫn chưa bung được cái vỏ trên ra. Rất là nhiều. Các cái điểm ốc liên kết giữa vỏ trên với vỏ dưới ấy, nó sẽ tạo ra một khung xương nó chắc chắn hơn. Hy vọng là những cú va đập sau này của anh em cũng đỡ bị tổn hại hơn. Anh em đang xem live thì xe ủng hộ anh em của chúng tôi bảo hành để cho có nhiều anh em có thể cùng xem đến, được hơn nhé. Cũng biết đến bên trong con Mavic 3. Khá thú vị. Mavic 3 có thiết kế đâu đó cũng giống giống với lại kiểu của E2 nhỉ? Nhưng cái cơ cấu ngàm quá chắc chắn rất nhiều. Chắc là phải đắt tiền quá không đắt tay mà. Anh em cũng thông cảm vì đây là lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Nào thử xem cái chụp mũi nó không có gì hay ho này mà. Ta chụp mũi cho anh em xem, tham khảo các cái chi vị trí quá ngàm của chụp mũi. Một tuần sắp tới thì nó sẽ có công bố giá linh kiện sửa chữa nếu mà trường hợp anh em tai nạn, thì khả năng Tokyo Camera sẽ niêm yết tất cả loại giá linh kiện cho anh em tham khảo. Nếu mà thiệt hại ở trên trang web dvicenter.com/vn. Anh Hà Vũ ơi, cái phần pin và phần camera thì lúc nào cũng là quan trọng. Và đặc biệt là cái phần camera, sau khi mà anh em tháo cái body này ra để xem hết những cái phần bên trong của nó thì sẽ quay lại bên cục camera nhé, để xem tại sao nó lại đắt lên như thế. Và chủ yếu là đắt là cục camera này. Và cũng có nhiều anh em đưa ra câu hỏi là vậy cái con Mavic 3 Cine và con Mavic 3 Pro ấy, cái cụm camera có gì khác nhau không? Thì ở đoạn sau thì anh em sẽ cùng thảo luận nhé.
cận một chút cho anh em xem cái hệ thống cảm biến phía sau. Sẻ về có nên mua Mavic 3 hay không, mà quan điểm của mỗi người thì mỗi khác. Không tự nhiên mà Mavic 3 lại đắt như thế. Thực sự là khi mà mở máy ra thì thấy nó đáng giá đến từng mm. Lại như lại thăm lốp xe đạp. Kim có thấy cái nhựa này nó giống với nhựa Mavic 2 không? Có gì khác? Giống một chút với Mavic Pro ấy. Cái màu giữa nó giống một chút với Mavic Pro. Đây. Sau một lúc chật vật thì mình cũng ngồi được cái mặt trên này. Chúng ta sẽ có hai khung nhôm để gắn cảm biến, chạy dài từ đầu cho đến 2/3 máy, gần hết thân máy. Khung này sẽ đóng vai trò là khung chịu lực cho máy lúc va chạm. Đây các bạn có thể thấy, đây là khung nhôm, nó chạy dài, nó như một cái xương ấy, cái xương sống ấy, bảo vệ toàn bộ khu này, bảo vệ toàn bộ khung main ở trong này. Tôi có va chạm thì phần xương này sẽ bảo vệ cái main được tốt hơn. Ở trường hợp mà xấu quá anh em bị rơi ngửa ấy, thì khả năng cao là sẽ chỉ hỏng cái main này thôi. Và bên cái khung xương bên này cũng bên dưới cũng là khung nhôm để tản nhiệt. Cái giá đỡ để mình tháo luôn cho các bạn xem. Đây là bên thu di bét và đo độ cao. Anh Tùng ơi, anh cảm giác như con Mavic 3 Cine nó gần xem với lại một con i2 mà anh không thay được ống kính ấy. Thay được len đấy. Và con E-Spy 2 nhá, E-Spy 2 thì nó có bản có license mà còn có bản không có license. Nhưng con Mavic 3 này là có license. Mà em nghĩ là con này nếu mà sách đi chạy job đấy, sách đi làm phim thì hết nước chấm luôn. Đây mình thấy là con Mavic 3 có đến tận 2 cát của GPS. Có cảm biến thăng bằng của máy. Thì mù khá nhỏ đúng không? Nhỏ hơn như này xem nào. Cảm giác nó chỉ bằng IMU của Mini 2 nhỉ? Không, sẽ bằng IMU của E1. Đây các bạn có thể nhìn kỹ hơn về cái khung bảo vệ lớp xương của máy. À, trải dài từ trước đến sau đến tận đến tận khung cảm biến sau luôn, là một thể bề mặt kinh khủng nhỉ? Đây gọi là xương, đây là một xương để bảo vệ main. Và tản nhiệt thì rất là lớn. Đang thấy ở đây thì sẽ có bố trí của một dây anten, hai dây anten, ba dây anten và bốn dây anten. Tức là ốc của dây 3 plus nó sẽ giống với 2S, đó là sử dụng 4 anten trên là 4 càng, mang lại cái hiệu quả
hiệu quả bắt sóng ở tất cả các hướng điều khiển. Có 4 anten, một con này. Nhưng khá là to. Còn tản triệt bự hơn của Mavic 2 rất là nhiều. Mình có mở sâu đến bên hông nhỉ? Mở hết. Chơi là chơi tới bến luôn, cho anh em thấy. Chuẩn chuẩn kim anh ơi, con này mà chụp ảnh thì em đảm bảo là ra gì luôn. Xách đi mà chụp lúa, mùa lúa chín thì... Đây là bo gì vậy? Bo này nó... bo gì nhỉ? Đúng rồi. Không, ở bo 4 cơ. Con này ăn tên ngầm. Và khả năng mau wifi. Ăn tên ngầm này chỉ có khả năng là chỉ có mau wifi. Cái xuống. Tiếp đến là mình sẽ tháo nốt cái phần ốp tản nhiệt ở bên trên để cho mọi người thấy hẳn linh kiện và chip của Mavic 3. Như trên Mavic 2 Pro thì sử dụng chip xử lý ở H3. Thì bây giờ mình sẽ xem ở trên Mavic 3 sẽ sử dụng chip xử lý này. Biết là trong clip thì anh em có nhìn rõ cái phần khung xương của Mavic 3 không, nhưng mà đây là cái con đầu tiên có cái hệ thống khung xương này, khung xương nhôm từ đầu cho đến phía cuối cùng luôn. Rất là nhiều. Nó một sự cải tiến, chắc là nếu mà va đập thì sẽ tối giản cái chi phí lại, tại vì cục cam quá đắt tiền. Các cái dòng máy trước của DJI, thường là DJI ra mắt hôm trước thì chỉ là hôm sau là trên web đã có linh kiện rồi. Nhưng mà Mavic 3 thì vẫn chưa thấy đâu. Và cũng chưa biết giá cả của các linh kiện nó là bao nhiêu. Anh lại chưa thấy cái máy này. Máy nhất. Một cạnh. Đúng rồi, lấy một cạnh máy ấy. À, các anh em hỏi về hốc hút gió à? Hốc hút gió khi mà gặp mưa thì có sao không? Đây nhá, anh em xem thử nhá. Đây là cái hốc ảo thôi, nó không phải là hốc thật đâu. Đây là mặt trên của vỏ trên này. Nó không phải là hốc thật. Đấy. Khả năng cao thì nó sẽ hút hốc. Bên trong này là hai con anten của ADS-B này, đúng không? Khả năng cao nó sẽ lấy con gió. Này không gió từ... không lấy gió từ đây, nhưng mà để coi nào, con này lấy gió kiểu gì nhỉ? Lấy gió từ hốc cao. Anh em yên tâm là nước không vào được, nếu mà bay gặp may gặp mưa thì cũng nước cũng không thể vào được, nó lấy gió kiểu từ phía dưới lên phía trên và lại thổi ra phía đằng trong ở bên trên. Thì anh em vẫn nên hạn chế. Anh cứ ngồi bỏ lắp và con này bán luôn cho anh. Giá của bản Basic hiện tại đang là bao nhiêu yên nhỉ? 49 triệu, 990 nghìn nhé. Bán luôn cho anh Tùng con này 49 triệu. Bây giờ mới tháo được rồi. Phấn khởi. Vui mà, mình làm cái gì lần đầu tiên cũng vui mà. Kết thúc.
hiểu DJI tại sao lại thay đổi cái thiết kế từ pin lipo sang lithium. Trước đó là có Mavic Mini 1 đã dùng pin lithium rồi và quay lại sang Mini 2 lại bật ngược về pin lipo, và bây giờ sang Mavic 3 lại là cũng lội ngược dòng lại là pin lithium. Cái gì có điểm mạnh điểm yếu của nó cả. Lê Khắc Duy, thực ra là con Mavic 2 đã ra cách đây 3 năm rồi, 2 Pro đã ra cách đây 3 năm rồi, nhưng mà hiện tại nó vẫn còn nguyên giá trị, ảnh nó vẫn ngon, thậm chí là đến 4 Pro đúng không? 4 Pro ra mắt cách đây 5 năm chưa nhỉ? Cỡ 5 năm rồi á, nhưng bây giờ 4 Pro vẫn dùng, vẫn được dùng nhiều, ảnh vẫn đẹp. Nhân giác hỏi cái điểm mạnh điểm yếu của pin lipo và lithium. Lipo thì dòng xả cao rồi, lithium thì sẽ không đạt được cái dòng xả như của pin lipo được, nhưng mà bù lại thì lithium thì sẽ bền hơn, khả năng sẽ là bền hơn đúng không? Như các công nghệ xe điện mới đây, sao lại nó sau một lúc đào vừa thì mình phát hiện ra là la bàn của máy nó lại để phần sau đây. Phần kia này để xem lại mới được. Đối với cái pin mà dòng xả yếu ấy, ví dụ như lithium ấy, dòng xả yếu thì những cái cú mà mình giật ga lên mà thúc máy để bay nhanh, bay cao lên ấy, đột ngột ấy, thì cái pin lithium sẽ không đảm bảo được. Còn pin lipo thì ngon hơn. Con này ảnh tính 20m thì ngang với Canon 6D. Thực ra anh ơi, cái 20m hay là bao nhiêu m nó không quan trọng được bằng cái bitrate của ảnh và cái giải dynamic range ấy. Nhưng mà siết mode 4/3 inch thì chắc chắn là sẽ ăn luôn 2 Pro đó. Cine và bản thường thì về giá là thấy khác nhau rồi đã. Và khác nhau ở cái gì thì một lát nữa thì quay lại với cụm camera của nó thì mình sẽ nói rõ hơn nhé. Gạo vlog anh ơi, con này thì 2 Pro sao so được, bản chất là giá khác nhau thì chất lượng sẽ khác nhau thôi. Con này sẽ ăn đứt 2 Pro luôn. Vì đúng nguyên hỏi mấy VK của em mà VK của em xong hết rồi ấy. Đây không phải lượt của em đâu mà lượt của người khác lâu rồi. Gà vlog anh ơi, nếu mà anh ủng hộ Tokyo Camera thì là điều tuyệt vời hơn nữa anh ạ. Chứ còn phần này đặt mua Mavic 3 là biết là đẹp trai. Đây hệ thống tản nhiệt.
xem kỹ hơn cái hệ thống tản nhiệt. Trong hệ thống tản nhiệt của nó tốt không? Anh em thấy sự thay đổi của con này là thay vì như các dòng trước ấy, là main bụng để phía dưới, nhưng mà đối với Mavic 3 thì main bụng là chuyển lên trên, là cái bo chủ của máy ấy, chuyển lên phía trên. Tháo cảm biến trước hai cái con không biết sau này nó còn cái gì đấy ngoài chờ sẵn một socket nữa này, socket hình nữa, khả năng là sẽ có option ba Body của Mavic 3 thì hình hơn Mavic 2, to hơn, dày hơn. Dày hơn, cân nặng thì bằng nhau. Rơi, nếu mà nó cái này để mà rơi thì thực ra thì sẽ nhiều phần ảnh hưởng, không chỉ riêng cảm biến. Nhưng mà con này cứng chắc hơn, nếu mà những cú rơi nhẹ thì không hề hấn đi đâu. Tại vì con này chuyển cái main bot chính của nó lên phía trên này, thay vì các cái dòng trước là toàn main bot ở phía dưới đúng không? Mavic 2 hay là Gear 2, Gear 2S Mini đều thế cả. Nhưng mà con này thì lại chuyển bot lên phía trên rồi. Phải tranh thủ like ngay cho anh em hôm nay để ngày mai còn xem bóng đá đúng không? Mai bóng đá Việt Nam. Anh em có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi nhé, để nếu mà mình biết cái gì thì mình sẽ trả lời đó. Nó còn giấu lấy hai cái mic nữa. Một lát nữa Milo Nguyễn này, một lát nữa cái phần quan trọng nhất là miếng ngon nhất thì bao giờ cũng phải để cuối cùng, đặc biệt là cụm camera. Nếu mà anh em theo dõi hết cái clip này sẽ thấy cái cụm mà camera đáng tiền như thế nào, và chủ yếu là cụm camera đắt thôi. Độ khỏe con này chắc chắn là còn hơn 2 Pro ấy. Độ cứng chắc của thân vỏ này, về chất lượng linh kiện này, về pin khỏe hơn này, motor cũng lớn hơn nữa. Motor thì không to hơn nhưng mà dày hơn, khỏe hơn. Đây này, cái khung xương này mới là cái khung xương đáng tiền này. Chắc chắn là chưa có con nào có cái khung xương như cái kiểu này. Cụm cam thường hay CD thì một lát nữa sẽ nói. Nhưng cú nhé. Thank you anh nhá. Milo Nguyễn hôm nay Kiên đang ốm này, xem có gửi gì cho Kiên không? Chuẩn chuẩn kim, ok anh ơi. Có gì anh hỏi? Bye-bye.
là bạn đi kiểu hơi ối rơi nhỉ. Lột hẳn cái thời gian này cũng bỏ cũng được mà chứng hiệu đúng không? Hôm nay mà Kiên chẳng may mà chỉ làm đứt một sợi cáp thôi là chúng ta khi phải chờ cả 2 tháng nữa để có linh kiện. Ra khung xương. Bảo vệ rất chắc chắn, từ đầu đến đuôi. Đây là cái xương sống của Mavic 3 anh em này. Anh em có thể thấy nhé. Cái này thì cái chuyện mà cong main board chính là hơi bị khó đấy. Như các cái dòng máy trước ấy, Mavic 2 hay là E2, E2S hay là Mini đều xảy ra cái tình trạng khi mà va đập mạnh là dẫn đến cong cái main board chính. Cái phần quan trọng nhất của cái này đó là bên trong chiếc camera có mang những cái gì, có phải là có những lật. Kiên đang like, một lát nữa Kiên gọi lại cho anh nhé, quý quý hàng hoa nào. Mình tháo ra xem cuối cùng nó là nhôm hay nhựa. Milo mới đang quan tâm vấn đề cái này nhôm hay nhựa này. Cái này là thực sự đáng tiền, nó đang nằm ở đây anh em ạ. Dạng như kiểu sắt xi. Hợp kim. Cái này không phải nhựa đâu. Cái này nó là hợp kim đấy. À. Cái này nó là hợp kim đấy. Nó xem cái kiểu là cái của Mavic 2 đúng không? Cái chất lượng nó không phải là nhựa đâu anh em nhé. Nó là hợp kim nhôm ấy. Thật sự nó là gương lật các anh ạ. Gương lật nó là cái dạng gương lật ở xe mốt thứ 2. Tại vì nó không đặt chồng lên được, nó phải đặt ở bên cạnh. Và bên cạnh thì chắc chắn là phải đặt gương lật. Một lát nữa bóc cái shape mode này ra sẽ so sánh cho anh em thấy là con shape mode này so với con shape mode của Mavic 2 thì nó như thế nào nhé. Một lát nữa thì Kiên gọi lại cho anh nhá. Mình hiện tại đang nâng like ấy, đang phát trực tiếp để cho anh em mổ bụng con Mavic 3 cho anh em thấy. Cầm bước. Nếu anh em quan tâm đến cái cụm camera của Mavic 3 thì đừng rời khỏi màn hình nhá. Hai phút nữa là anh em sẽ thấy cái sự so sánh giữa cái shape mode của Mavic 3 và Mavic 2 nó khác nhau như thế nào và tại sao nó lại đắt thế. Đắt sắp ra miếng luôn anh em ạ. Anh em kỹ thuật thì không bán hàng nhá. Đây là những cái nhận định chủ quan từ phía anh em kỹ thuật thôi, nhưng mà không phải là bọn em bán hàng thì có gì. Peter. Một cái gương lật 90 độ ở cột cam phía trên.
Anh Khoa ơi, bản Flymore combo thì hình như là đang có nó rồi. Con xếp mốt của Mavic 3 cũng không hề khó tháo, nó dễ tháo như xếp mốt của Mavic 2 vậy. Và đây, đây mình có thể so sánh được kích thước giữa 1 inch và 4/3 inch, rất là to. Và để cho cái phần cái diện tích nó được hợp lý nhất thì ở chỗ phần xếp mốt ảnh của cam zoom đã được dùng cái gương lật 90 độ để xếp mốt sẽ đặt ở bên sườn và hình ảnh sẽ được phản chiếu qua cái gương lật từ góc đấy là góc 90 độ. Đấy, trước đấy mọi người có phân tích. Mọi người có phân tích là hỏi xem là cái set mode cái cảm biến ảnh thứ hai nó sẽ được đặt bố trí như nào và nó là cái cảm biến ảnh như nào. Đây. Đây nhìn bên trong, cái phần kéo giảm nhiệt này chính là cái set mode 1/2. Set mode 1/2 ở bên trên. Còn đây là cái kích thước 4/3 inch của cái cảm biến ảnh chính. Mong là nhờ cái video mở máy này anh em sẽ không còn thắc mắc về cái cảm biến bên trong nữa. Và nhìn thấy được rõ kích thước và độ chênh lệch giữa đời Mavic 2 Pro và đời Mavic 3. Đúng không, khá là nhiều. Rồi. Phần khung xương của gimbal thế nào kia? Đây, phần khung xương thì sẽ mình sẽ khám phá xem motor của nó to như thế nào nhé. Tại vì để nâng được một cái xếp mốt kép như này thì cảm biến ảnh kép thì cái motor để chống rung cho cái xếp mốt này phải rất là to. Mình sẽ khám phá xem. Sao? Đấy, cái thiết kế cái phần khung của gimbal và cái hệ thống chống rung của gimbal Mavic 3 thì nó giống giống với Mavic 2 á, nhưng mà to hơn và để khỏe hơn, có tính nhiệt hơn. Rất giống với Mavic 2, nhưng kích thước to hơn, cái sợi cáp cảm giác nó rất là chắc chắn, có cả tập lụa bên ngoài. Nhưng sợi cáp này là sẽ của xe mốc 1/2 thì cái này mình cảm thấy là xe 3. Cáp rất là to. Với cái lớp bảo vệ của cáp này thì cái khả năng mòn rất là thấp. Có nghĩa là trong quá trình mình sử dụng khoảng 3 năm thì cái cáp này không tự nhiên hỏng được phải không? Trong tầm 3 năm. Thế được kia là không rơi, không còn rơi, không được để quá môi trường quá ẩm. Hai sợi cáp này là một sợi cáp cho hình ảnh này, một sợi cáp của cảm biến ảnh 1/3, một sợi cáp của cảm biến ảnh. Thế vậy là hai hệ thống cảm biến ảnh tách rời nhau. Chạy đến hai sợi cáp tăng. Lúc trước thì cái vấn đề như lúc đầu em nói, cái vấn đề mà anh em đang quan tâm nhiều nhất là con Mavic 3 Cine và con Mavic 3 Pro thì khác gì nhau và cụm cam có khác gì nhau không. Cụm cam của Mavic 3 Cine và 3 Pro là hoàn toàn giống nhau anh em nhé, nhưng mà cái điểm khác biệt giữa hai con này là một con có thêm một cái ổ cứng 1T trên cái mainboard chủ của nó nữa. Nó sẽ có thêm ổ cứng ở trên này. Và rất có thể cái vị trí này chính là vị trí để nó cắm cái khay ổ cứng của nó này. Và Mavic 3 Cine có thêm license. Thì đó là những cái thứ đáng tiền. Và một con màn smart controller ấy, nếu mà anh em cộng tất cả những cái thứ trên lại thì đâu đó nó sẽ ra cái giá trị của Mavic 3 Cine.
là đắt và có lý do. Ví dụ như mà có license khoảng 1.000 đô này, mình có thêm một con ổn 1T này cũng phải mấy triệu, và con màn smart controller, con màn smart mới nhất là bằng một con Vision là kiến. 30 triệu thì đấy, nó đắt hơn rất là nhiều so với thế bản. Nó là khoảng 15 triệu. Thì cũng chưa có thông tin gì là Mavic 3 Pro thì có thể nâng cấp được lên Mavic 3 Cine hay không. Cũng chưa có thông tin gì, nó đều là những thứ rất là mới. Nhưng mà anh em yên tâm là cái hệ thống gimbal của Mavic 3 Pro và Mavic 3 Cine là giống nhau nhá, không có sự khác biệt. Mà sự khác biệt nằm ở trên body của máy, trên main chủ, và nằm ở thêm trên con màn smart controller nữa, công nghệ mới nhất. Mức độ sáng thì chắc là nhiều anh em review cũng đã nói rồi là nó hơn những cái gì đấy. Mình chỉ đi chi tiết về những cái phần kỹ thuật thôi. Cụm gimbal của Mavic 3 này nếu mà có rơi một cú va đập thì rất là khó hỏng hơn Mavic 2, nhìn rất là cứng chắc luôn. Đâu đó nó mang cái hơi hướng của dòng Pro hơn nữa, nó không đơn thuần chỉ là những cái dòng du lịch. Con này là zoom tinh tinh hoa khế à, sáu cạnh. Con này vừa tầm cái lớn hơn tầm 6 cạnh. À, có một cái đặc điểm nữa là một đặc điểm nữa là quên nhắc cho anh em là ở trên cụm cam của Mavic 3 thì sẽ chỉ mở được khoảng tầm 25 độ mỗi bên, chứ không còn mở 90 độ như Mavic 2 nữa. Tại vì cái cảm biến ảnh nó khá là lớn cho nên là cái khung hình mà lấy vào rất là nhiều, rất là rộng, cho nên là nó chúng ta bỏ đi cái chức năng là quay 90 độ mình có thể tự lái ở trên màn hình. Là mọi người đều dùng Mavic 2 Pro ấy thì hay có kiểu lái cam sang 90 độ ấy. Đấy thì ở trên Mavic 3 thì đã bị hạn chế. To hơn à? Đấy này dụng tết. Thay sửa không phải tận dụng tết. Khá là nặng. Đi là lưu gì không? Giờ. Ở trên này phục hơn 7W trên giờ. Sáng hơn rồi. Pin khóa đi rất là chắc chắn, pin rất là nặng. Khả năng là do cái thời lượng bay nó giảm đi là do mang thêm quả pin rất là nặng. Con này rơi thì em không biết nó gãy được gimbal hay không, tùy vào tình huống rơi nữa. Nhưng mà nó cứng chắc hơn thì nó sẽ đỡ hư hại hơn. Chắc phần gimbal mở ở đây cho anh em xem. Sâu thêm nữa thì nó cũng không có gì để đánh giá
bản chất là cái khung của gimbal thì đều là hợp kim nhôm rồi. Hệ thống khung vỏ cam này, khung U này, khung L này. Cái góc mọi người đủ nhé, còn cái góc của khung L nó rất là một người. Góc nó sẽ check cái khoảng cần 10 độ. Nên chứ nó không phải vuông, nó không song song. Nó sẽ check lên để cho tải trọng nó đỡ nặng. Tải trọng của motor vít nó đỡ nặng. Đấy, và góc mở chỉ bằng từ này thôi. Mọi người sẽ không còn này ra nữa. Về cơ bản thì qua cái clip vừa rồi ấy, cũng chia sẻ với anh em tất cả những cái gì mà Mavic 3 đang sở hữu, phần cứng của nó như thế nào và tại sao nó đáng tiền, nó đắt như vậy. Thì anh em có câu hỏi gì thêm thì cứ để lại dưới phần bình luận đi, để em biết thì em sẽ có thể trả lời anh em luôn được. Khi bảo là anh kỹ thuật nói to lên này, anh kỹ thuật này đang ôm cục camera đây, em có thể theo dõi cục camera chắc chắn là trên YouTube và trên các cái kênh cũng chưa có ai mở cái cục camera cho anh em xem. Cái thông tin về thiết bị thì có nhiều ấy, nhưng mà tao anh em cũng chưa chuẩn bị được nên là cũng không thể cung cấp đến với anh em nhiều được thông tin. Thì anh em có câu hỏi gì thì cứ thể để lại bình luận phía dưới nhé. Có chứ, có sẽ có cái clip test Active Track 5.0 cho anh em xem nhé. Pin Mavic 3 thì chắc chắn nó cũng sẽ tự xả rồi ạ. Pin đều là pin Intelligent Battery mà, mình đều tự xả rồi. Anh không phải lo cái phần bảo quản pin đâu, nhưng mà về kinh nghiệm thì anh em nên trong khoảng tầm độ 2-30 ngày nên xả một lần, chứ còn để lâu cũng không tốt. Vì pin nếu mà pin lithium thì sẽ đỡ hơn pin lipo, nó sẽ đỡ phù, đỡ hỏng hơn pin lipo ấy. An toàn hơn, đỡ phù đỡ hỏng hơn. Các cái công nghệ xe điện mới bây giờ thì cũng chỉ là pin lithium, chưa thấy một cái pin nào nó tốt hơn. Thì ra anh có cái lý do để họ chọn cái pin này. Cho anh em nào vào sau xem live sau nhé, thì mình xin chia sẻ lại những cái bát linh kiện mà Mavic 3 đang sở hữu. Đây là quạt tản nhiệt của Mavic 3 này, quạt tản nhiệt này. Đây là phần khung nhôm tản nhiệt của Mavic 3 này, kèm con bo này thì mình nghĩ là bo của hệ thống 4G này. Đây là khung nhôm tản nhiệt, nó khác với các đời trước nhé. Đây là hệ thống GPS này, gyro này, barometer này, GPS này, anten GPS này, đây là IMU này, đây là phần khung và lưới tản nhiệt phía sau này. Tiếp theo nó là mainboard chính, hai cảm biến phía trước, đèn phía ai này, hệ thống cảm biến phía sau, hai cảm biến phía sau và cảm biến trên đỉnh. Đây là mainboard chính này. Đây là phần khung xương nhé, khung xương bằng nhôm, bằng hợp kim nhôm bao trọn cái bo chủ này của nó này, rất là cứng chắc, nó sẽ hỗ trợ và nó bảo an toàn hơn cho cái mainboard chủ của nó. Đây là khay cắm thẻ nhớ và cổng IC.
đây là phần ốp tản nhiệt bụng, phần ốp tản nhiệt bụng dưới nhé, hai con cảm biến, con led, hai con hồng ngoại này. Đây, bên trong của nó ấy. Hệ thống khung xương của máy, khung thân dưới của máy cực kỳ nhiều vít. Con này là con drone customer của DJI mà mình thấy nhiều vít nhất đấy. Từ trước đến giờ đây là hệ thống EAC này, hệ thống điều tốc của động cơ nằm ở phía dưới ngay sau ốp tản nhiệt bụng, tản nhiệt. Cái càng thì vẫn mang hơi hướng của Mavic 2 rồi. Nhưng mà hệ thống motor to hơn, dày mình hơn so với lại Mavic 2. Mavic 2 thì cái motor nó mỏng hơn. Con này là 4 anten anh em nhé. Đây anh em có thể thấy là 4 anten luôn. 4 anten này thì nó sẽ điều hướng sóng nó tốt hơn. Và tại sao con này đạt đến 15 cây là cũng có lý do của nó. Còn đây là phần vỏ trên này. Đang chia sẻ lại những cái part linh kiện của Mavic 3 để cho anh em vào xem live sau thì có thể thấy được nhé. Phần vỏ trên và đây là cái phần tản nhiệt giả của nó. Nó không phải là cái khe tản nhiệt đâu anh em nhé. Nên anh em không phải sợ là khi mà mình bay mà nước mưa nó có vào cái không. Không, đây không phải là cái khe tản nhiệt của nó đâu. Nó không lấy gió từ đây vào nên là không có nước vào được trong người máy bay đâu. Kín luôn. Về sơ bộ thì anh em cũng đã thấy được toàn bộ những cái linh kiện của Mavic 3 hôm nay anh em chúng tôi bảo hành đã mở bụng và xem là Mavic 3 nó có đáng tiền như mà người ta công bố không. Nhưng mà thực sự là cực kỳ tuyệt vời. Linh kiện chắc chắn, khung xương chắc chắn và cụm camera to hơn rất nhiều so với Mavic 2 ạ. Đây để cho anh em so sánh để thấy được là Mavic 2 và Mavic 3 cụm camera nó sẽ như thế nào. Con này không hề nhẹ hơn Mavic 2 nhé, con này nặng hơn, to hơn nhưng mà to hơn không nhiều. Ok, đáp mẹ luôn. Để anh em còn cái câu hỏi nào thêm thì có thể comment phía dưới nhé. Anh em kỹ thuật có thể vào trả lời anh em. Còn hiện tại thì anh em cũng like mất khoảng hơn một tiếng rồi thì, có lẽ là hẹn anh em một buổi khác thì chúng ta sẽ cùng mở một cái thiết bị khác của DJI để cùng trải nghiệm tiếp. Còn hôm nay thì buổi like chắc là đến đây kết thúc rồi. Ngày mai sẽ có thêm những cái clip những cái hoạt động của máy bay và những cái clip test anh check hay là test cam hay là test những cái phần. Thì anh em muốn được xem những cái phần nào của Mavic 3 thì để lại comment phía dưới nhé. Cảm ơn em đã xem. Bye bye.